Kinh Trung Bộ, bài kinh số 26, Kinh Thánh Cầu, Ariya Pariyasana Sutta, Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt dịch. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đến Savatthi để khất thực. Có một số đông tỷ kheo đến chỗ tôn giả Ananda ở. Sau khi đến, nói với tôn giả Ananda: Hiền giả, đã lâu chúng tôi chưa được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Lành thay hiền giả Ananda, nếu chúng tôi được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Các tôn giả hãy đến chỗ Bà La Môn Ramaka ở, và các tôn giả sẽ được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy phân đáp tôn giả Ananda. Rồi Thế Tôn khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, cho gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Bhuparama, Đông Viên, ngôi lầu của Mikaramatu, lập mẫu giảng đường, để nghỉ trưa. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda phân đáp Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng với tôn giả Ananda đi đến giường Bhuparama, ngôi lầu của Mikaramatu, để nghỉ trưa. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Bhuppakottaka để rửa tay, rửa chân. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với tôn giả Ananda đi đến Bhuppakottaka để rửa tay, rửa chân. Sau khi rửa tay, rửa chân ở Bhuppakottaka xong, Thế Tôn đứng trên bờ đắp một tấm y, phơi tay chân cho khô. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà La Môn Ramaka không xa. Bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà La Môn Ramaka là khả ái. Bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà La Môn Ramaka là khả lạc. Bạch Thế Tôn, lành thai nếu Thế Tôn vì lòng từ bi đi đến tịnh thất của Bà La Môn Ramaka. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến tịnh thất của Bà La Môn Ramaka. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo đang hội họp tại tịnh thất của Bà La Môn Ramaka để thuyết pháp. Thế Tôn đứng chờ ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Thế Tôn biết cuộc thuyết pháp đã xong, liền đằng hắn và gõ vào thanh cửa. Các tỷ kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn, rồi Thế Tôn bước vào tịnh thất của Bà La Môn Ramaka và ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các người nay hội họp bàn vấn đề gì và câu chuyện gì giữa các người bị gián đoạn? Bạch Thế Tôn, chúng câu chuyện giữa chúng con thuộc về Thế Tôn, và câu chuyện ấy bị gián đoạn khi Thế Tôn đến. Này các tỷ kheo, lành thay, khi thiện nam tử các người vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau hội họp để luận bàn đạo pháp. Này các tỷ kheo, khi các người hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh.
hai loại tầm cầu. Này các tỷ kheo, có hai loại tầm cầu này, thánh cầu và phi thánh cầu. Này tỷ kheo, thế nào là phi thánh cầu? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình bị sanh, lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già, lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh, lại tầm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết, lại tầm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu, lại tầm cầu cái bị sầu, tự mình bị ô nhiễm, lại tầm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo, cái gì theo các ngươi gọi là bị sanh? Này các tỷ kheo, vợ con là bị sanh, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh, dê và cừu là bị sanh, gà và heo, voi, bò, ngựa, đực, ngựa cái là bị sanh, vàng và bạc là bị sanh. Này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sanh, lại tầm cầu cái bị sanh. Và này các tỷ kheo, cái gì theo các người gọi là bị già? Này các tỷ kheo, vợ con là bị già, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị già, dê và cừu là bị già, gà và heo là bị già, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị già, vàng và bạc là bị già. Này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị già, và các người và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị già, lại tìm cầu cái bị già. Và này các tỷ kheo, cái gì theo các ngươi gọi là bị bệnh? Này các tỷ kheo, vợ con là bị bệnh, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị bệnh, dê và cừu là bị bệnh, gà và heo là bị bệnh, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị bệnh. Này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị bệnh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị bệnh, lại tìm cầu cái bị bệnh. Và này các tỷ kheo, cái gì các người nói là bị chết? Này các tỷ kheo, vợ con là bị chết, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị chết, dê và cừu là bị chết, gà và heo là bị chết, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị chết. Này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị chết, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị chết, lại tầm cầu cái bị chết. Và này các tỷ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sầu? Này các tỷ kheo, vợ con là bị sầu, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sầu, dê và cừu là bị sầu, gà và heo là bị sầu, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sầu. Này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị sầu, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sầu, lại tìm cầu cái bị sầu. Và này các tỷ kheo, cái gì theo các người gọi là bị ô nhiễm? Này các tỷ kheo, vợ con là bị ô nhiễm, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị ô nhiễm, dê và cừu là bị ô nhiễm, gà và heo là bị ô nhiễm, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị ô nhiễm, vàng và bạc là bị ô nhiễm. Và này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị ô nhiễm, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị ô nhiễm, lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo,
Như vậy gọi là phi thánh cầu. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh cầu? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình bị sanh. Sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị chết, tìm cầu cái bất tử, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sầu, tìm cầu cái không sầu, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là thánh cầu. Thánh cầu giải thoát. Này các tỷ kheo, ta cũng vậy. Trước khi giác ngộ, khi chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh lại tầm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tầm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu lại tầm cầu cái bị sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: tại sao ta tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh lại tầm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tầm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu lại tầm cầu cái bị sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tầm cầu cái vô sanh, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, hãy tìm cầu cái không già, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị bệnh, hãy tìm cầu cái không bệnh, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị chết, hãy tìm cầu cái bất tử, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sầu, hãy tìm cầu cái không sầu, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, hãy tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Rồi này các tỷ kheo, sau một thời gian, khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta xuất gia như vậy. Một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng, tối thắng an tịnh đạo lộ, ta đến chỗ Alara Kalama ở. Khi đến xong liền thưa với Alara Kalama: hiền giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này.
Này các tỷ kheo, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với ta, này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp là như vậy, khiến kẻ có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Này các tỷ kheo, và không bao lâu ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này các tỷ kheo, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tọa, và ta tự cho rằng ta như kẻ khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau, Alara Kalama tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ta mới an trú. Chắc chắn Alara Kalama biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú. Này các tỷ kheo, rồi ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama, hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này. Này các tỷ kheo, được nói vậy, Alara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Alara Kalama tuyên bố sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama, này hiền giả Kalama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng và tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng, hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả, pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả. Hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này các tỷ kheo, Alara Kalama là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn sùng ta với tự sự tôn sùng tối thượng. Này các tỷ kheo, rồi ta tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo,
ta không tôn kính pháp này và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Đời này các tỷ kheo, ta kẻ đi tìm cái chí thiện, tìm cầu vô thượng, tối thắng, an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ Uddaka Ramabutta. Khi đến xong, ta nói với Uddaka Ramabutta, hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Được nói vậy, này các tỳ kheo, Uddaka Ramabutta nói với ta, này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình, chỉ dạy tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Này các tỷ kheo, ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này các tỷ kheo, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tọa, và ta tự cho rằng ta như người khác. Cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: Rama tuyên bố pháp này không phải vì lòng tin. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Rama thấy pháp này, biết pháp này rồi mới an trú. Này các tỷ kheo, rồi ta đi đến chỗ Uddaka Ramabutta ở. Sau khi đến, ta nói với Uddaka Ramabutta, hiền giả Rama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này các tỷ kheo! Được nghe nói vậy, Uddaka Ramabutta tuyên bố về phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Rama mới có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Rama tuyên bố. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, ta đi đến chỗ Uddaka Ramabutta ở. Sau khi đến, ta nói với Uddaka Ramabutta, này hiền giả, Rama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng, hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả, pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này các tỷ kheo, Uddaka Ramabutta là đạo sư của ta, lại đặt ta đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí,
không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, ta không tôn kính pháp ấy, và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Này các tỷ kheo, ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng, tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại các nước Magadha, Ma Kiệt Đà, và đến tại tụ lạc Uruvela, U Lâu Tần Loa. Tại đây, ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Này các tỷ kheo, rồi ta tự nghĩ, thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn. Và này các tỷ kheo, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ, thật là vừa đủ để tinh tấn giác ngộ. Rồi này các tỷ kheo, ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của các bị già, tìm cầu các không già, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không già, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, và đã chứng được cái không bệnh, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, và đã chứng được cái không chết, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Tự mình bị sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sầu, tìm cầu cái không sầu, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, và đã chứng được cái vô sầu, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách niết bàn, và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách niết bàn. Và tri kiến khởi lên nơi ta, sự giải thoát của ta không bị dao động, nay là đời sống cuối cùng của ta, không còn sự tái sanh nữa. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau, pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý, y tánh, duyên khởi pháp. Sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịnh chỉ tất cả các hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta. Này các tỷ kheo,
rồi những kệ bất khả tư nghị từ trước chưa từng nghe, chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Sao ta nói chánh pháp được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân khó chứng ngộ pháp này, đi ngược dòng thâm diệu khó thấy thực tế nhị, kẻ ái nhiễm vô minh không thấy được pháp này. Rồi này các tỷ kheo, với những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này các tỷ kheo, lúc bấy giờ Phạm Thiên Sahamapati khi biết được tâm tư của ta, với tâm tư của mình liền suy nghĩ: Than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong. Với tâm của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Rồi này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahamapati như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt ta. Này các tỷ kheo, rồi Phạm Thiên Sahamapati đắp thượng y một bên vai, chắp tay hướng vái ta và bạch với ta: Bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp, bạch thiện thệ hãy thuyết pháp, có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahamapati nói như vậy, sau khi nói vậy xong lại nói thêm như sau: Xưa tại Magadha hiện ra pháp bất tịnh, pháp do tâm cấu uế, do suy tư tác thành. Hãy mở tung mở rộng cánh cửa bất tử này, hãy để họ nghe pháp, bậc thanh tịnh chứng ngộ, như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi tột cao, có người đứng nhìn xuống, đám chúng sanh quay quần. Cũng vậy, ôi thiện thệ, bậc biến nhãn cùng khắp, leo lên ngôi lâu đài, xây dựng bằng chánh pháp, bậc thoát ly sầu muộn, nhìn xuống đám quần sanh, bị sầu khổ áp bức, bị sanh già chi phối, đứng lên vị anh hùng, bậc chiến thắng chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, bậc thoát ly nợ trần, hãy đi khắp thế giới, bậc Thế Tôn chánh giác, hãy thuyết phi diệu pháp, người nghe sẽ thâm hiểu. Này các tỷ kheo, sau khi biết được lời Phạm Thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật nhãn, ta nhìn quanh thế giới. Này các tỷ kheo, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm, như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hay hồ sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng, hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sóng vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời,
nhiều nhiễm bụi đời, có hạn lợi căn, trộm căn, có hạn thiện tánh, ác tánh, có hạn dễ dại, khó dại, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này các tỷ kheo, ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm Thiên Sahambati. Cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe, hãy từ bỏ tính tâm không chính xác của mình, tự nghĩ đến phiền toái. Ta đã không muốn giảng tối thượng vi diệu pháp giữa chúng sanh loài người. Ôi Phạm Thiên! Này các tỷ kheo! Rồi Phạm Thiên Sahambati tự nghĩ, ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo! Rồi ta tự suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỷ kheo! Rồi ta tự nghĩ, nay có Alara Kalama lật bật tri thức đa văn sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời, ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỷ kheo, rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta. Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Này các tỷ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama. Nếu nghe pháp này, Alara Kalama sẽ mau thâm hiểu. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ nay có Udaka Ramabutta là bậc tri thức đa văn sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Udaka Ramabutta, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Udaka Ramabutta đã mệnh chung ngày hôm qua. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta: Udaka Ramabutta đã mệnh chung hôm qua. Này các tỷ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Udaka Ramabutta. Nếu nghe pháp này, Udaka Ramabutta sẽ mau thâm hiểu. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, nhóm 5 tỷ kheo này đã hầu hạ ta khi ta còn nỗ lực tinh cần. Nhóm ấy thật giúp ích nhiều, vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm 5 tỷ kheo. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, nay nhóm 5 tỷ kheo ở tại đâu? Này các tỷ kheo, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy nhóm 5 tỷ kheo hiện ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, vườn Lộc Quyển. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ở tại Uruvela, lâu cho đến khi mãn ý, ta lên đường đi đến Varanasi. Khai giảng chánh pháp. Này các tỷ kheo, một tà mạng ngoại đạo, tên là Ubaka, khi đã thấy ta khi ta còn đi trên con đường giữa Gaya và cây Bồ Đề. Sau khi thấy vị ấy nói với ta, các căn của hiền giả thật sáng suốt, gia sắc của hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết, này hiền giả, vì mục đích gì hiền giả xuất gia, ai là bậc đạo sư của hiền giả, hiền giả hoan hỷ thọ trì pháp của ai? Này các tỷ kheo,
Khi nghe nói vậy, ta nói với tà mạng ngoại đạo Ubaka. Bài kệ như sau: Ta bậc thắng tất cả, ta bậc nhất thiết trí, hết thảy pháp không nhiễm, hết thảy pháp xả ly, ta sống chân giải thoát, đoạn tận mọi khác ái, như vậy ta tự giác. Còn phải y chỉ ai? Ta không có đạo sư, bậc như ta không có, giữa thế giới nhân thiên, không có ai bằng ta, bậc ấn cúng trên đời, bậc đạo sư vô thượng, tự mình chánh đẳng giác, an tịnh, ta an tịnh thanh thoát, để chuyển bánh xe pháp, ta đến thành ca si, giống lên trống bất tử, trong thế giới mù lòa. Như hiền giả đã tự xưng, hiền giả xứng đáng là bậc chiến thắng vô tận. Như ta bậc thắng giả, những ai chứng lậu tận, ác pháp ta nhiếp phục, do vậy ta vô địch, này Upaka. Này các tỷ kheo, sau khi được nói vậy, tà mạng ngoại đạo Upaka nói với ta, này hiền giả, mong rằng sự việc là vậy. Nói xong, Upaka lắc đầu rồi đi theo một ngã khác. Này các tỷ kheo, rồi ta tuần tự đi đến Varanasi, tại Isipatana vườn lộc quyển, đi đến chỗ nhóm năm tỷ kheo ở. Này các tỷ kheo, nhóm năm tỷ kheo khi thấy ta từ xa đi đến, đã cùng nhau thỏa thuận như sau. Này các hiền giả, nay Samun Gotama đang đi đến. Vị này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tinh cần, đã trả lui đời sống đầy đủ vật chất. Chúng ta chớ có đảnh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát. Hãy đặt một chỗ ngồi, và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi. Này các tỷ kheo, nhưng khi ta đi đến gần, năm tỷ kheo ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón ta và cầm lấy y bát, có người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến, nhưng các vị ấy gọi ta bằng tên với danh từ hiền giả. Này các khỉ kheo, khi ta nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo, này các tỷ kheo, chớ có gọi ta bằng tên và dùng danh từ hiền giả. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hãy lóng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta sẽ giảng dạy, ta sẽ thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm tỷ kheo nói ta, hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, thì làm sao hiền giả, với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo, này các tỷ kheo, Như Lai không sống sung túc, không từ bỏ tinh tấn, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, hãy lóng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta sẽ giảng dạy, ta sẽ thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt,
ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, lại lần thứ hai, nhóm năm tỷ kheo nói với ta, hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Thì này làm sao hiền giả, với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trả lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Này các tỷ kheo, lại lần thứ hai, ta nói với nhóm năm tỷ kheo. Này các tỷ kheo, Như Lai không sống sung túc, không từ bỏ tinh tấn, không trả lui đời sống vật chất đầy đủ. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, hãy lóng tai, pháp bất tử đã chứng được. Ta sẽ giảng dạy, ta sẽ thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh, mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, lại lần thứ ba, nhóm năm tỷ kheo nói với ta, hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Thì này làm sao hiền giả, với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh tấn, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo, này các tỷ kheo, từ trước đến nay, các ông có chấp nhận là ta chưa bao giờ nói như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chưa bao giờ như vậy. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, hãy lóng tai, pháp bất tử đã chứng được. Ta sẽ giảng dạy, ta sẽ thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh, mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, ta đã làm cho nhóm năm tỷ kheo chấp nhận. Này các tỷ kheo, ta thuyết giảng cho hai tỷ kheo, ba tỷ kheo kia sẽ đi khất thực. Đồ ăn mà ba tỷ kheo này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỷ kheo, ta thuyết giảng cho ba tỷ kheo, hai tỷ kheo kia sẽ đi khất thực. Đồ ăn mà hai tỷ kheo này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỷ kheo, chúng năm tỷ kheo sau khi được ta thuyết giảng, sau khi được ta khuyến giáo, tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không già, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bị bệnh, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không bệnh, vô thượng, an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết,
tìm cầu cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn và đã chứng được cái không chết. Vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị sầu, sau khi biết rõ sự nguy hại của các bị sầu, tìm cầu cái không sầu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái vô sầu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tri và kiến khởi lên nơi họ. Sự giải thoát của chúng ta không bị dao động, nay là đời sống cuối cùng của chúng ta, không còn sự tái sanh nữa. Năm dục. Này các tỷ kheo, có năm dục trưởng dưỡng. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức: khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức: khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ích, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các hương do mũi nhận thức: khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các vị do lưỡi nhận thức: khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các xúc do thân cảm xúc: khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, như vậy là năm dục trưởng dưỡng. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, mà thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là các ngươi đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị ác ma sử dụng như ý muốn. Này các tỷ kheo, như một con nai sống trong rừng bị sập bẫy phải nằm xuống, con nai ấy cần phải được hiểu là nó đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị thợ săn sử dụng như ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai không thể bỏ đi như ý muốn. Này các tỷ kheo, cũng vậy, những sa môn hay bà la môn nào bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, mà thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là các ngươi đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị ác ma sử dụng như ý muốn. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, thấy sự nguy hại của chúng, biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, và thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là các người không rơi vào bất hạnh, không rơi vào tai họa, không bị ác ma sử dụng như ý muốn. Này các tỷ kheo, như một con nai sống trong rừng không bị sập bẫy phải nằm xuống, con nai ấy cần phải được hiểu là nó không rơi vào bất hạnh, nó không rơi vào tai họa, nó không bị người thợ săn sử dụng như ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai có thể bỏ đi như ý muốn. Này các tỷ kheo, cũng vậy, những sa môn hay bà la môn nào không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, thấy sự nguy hại của chúng, biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, và thọ dụng chúng,
Những vị ấy cần phải được hiểu là các người không rơi vào bất hạnh, không rơi vào tai họa, không bị ác ma sử dụng như ý muốn. Chư tỷ kheo, ví như con nai sống trong rừng, đi qua đi lại trong rừng. An tâm nó đi, an tâm nó đứng, an tâm nó ngồi, an tâm nó nằm. Tại sao vậy? Này các tỷ kheo, vì nó vượt khỏi tầm tay của người thợ săn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh có tầm có tứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho định sanh không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các vị thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Ngày các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm mát ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư. Không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Này các tỷ kheo ấy gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy bằng trí tuệ các lậu hoặc được đoạn trừ, này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Vị ấy đã vượt khỏi mọi phiền trược ở đời. An tâm vị ấy đi, an tâm vị ấy đứng, an tâm vị ấy ngồi, an tâm vị ấy nằm. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vị ấy vượt khỏi tầm tay của ác ma.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Thánh Cầu, Kinh Trung Bộ số 26. Hết.